Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn giáo phẩm Thiên Đức Tăng Ni chứng minh. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm cùng tất cả các chư linh hữu đồng tu có mặt trên dung tối hôm nay ạ. Kính thưa bác Diệu Âm, con có một câu hỏi muốn được hỏi bác Diệu Âm. Thưa bác Diệu Âm, khi hồ niệm người bệnh con thở và khi người bệnh đã tắt thở rồi thì phủ nên quang minh ngàn cổ hay phủ che hết mặt của người bệnh à? Con thành kính tri ân công đức của thầy à. A Di Đà Phật. Che hết mặt mũi bệnh nên nên che cái màn quang minh như thế nào hay là che luôn cả mặt trước khi tắt thở? Rồi biết rồi. Màn quang minh nên che tới cổ, chưa cái mặt người ta lại là tốt nhất. Rõ ràng cái điều này khi mà chư vị lên đường Zoom thấy người ta thăm thân đấy, lúc nào cũng chừa cái mặt người ta ra. Chính Diệu Âm có một lần đi đến một cái tự viện kia, là một nơi niệm Phật rất là chân chính, nhưng khi hộ niệm cho người đó, người ta lấy cái mền quang minh tủ lại. Diệu Âm đành nghẹn ngào đứng nhìn, không biết cách nào giải quyết, tại vì Diệu Âm không có chủ động điều hành trong buổi hộ niệm đó nữa. Chính vì thế rõ ràng khi tham gia một cuộc hộ niệm giúp cho mình rất nhiều kinh nghiệm, chư vị ơi, đừng nghĩ rằng mình đi niệm Phật như vậy là đủ phần an toàn vãng sanh, không cần hộ niệm. Vì người ta quá lơ là việc hộ niệm, thành ra khai thị người ta cũng lơ lơ là là. Mà thủ tục khai thị cũng không vững vàng, mà rồi quy luật hộ niệm cũng không vững vàng. Một người niệm Phật suốt đời sau còn không được hộ niệm, liệu rằng người đó có thoát nạn hay không? Diệu Âm không dám nói. Nhưng một người thực sự đã nghiên cứu hộ niệm rồi, tự nhiên thấy rõ ràng cứu người trước mắt. Mong chư vị phải thực tế một chút, nghiên cứu rõ ràng, đừng nghĩ rằng hộ niệm đơn giản. Coi chừng khi gặp người nằm xuống, chúng ta làm quá nhiều sơ suất, quá nhiều sơ suất mà không hay đấy nha chư vị. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức và quý sĩ vô.